Chim này bao nhiêu ngàn một con? 70 không? Bao nhiêu, mấy trăm đô? Mấy chục đô xong bán bớt đi. Ủa con còn nhớ hồi đó mày bán có 70 ngàn một con mà. Con nào mấy chục đô? 4 con ngày hả? Mấy chục là mấy chục. Sao biết cái mấy chục mày? Cái gì? Tao thấy nó cũng bình thường như mọi con mà. Rồi thấy mẫu cũng giống như mẫu mấy con kia, khác gì đâu mày. Thì nó bự. Trên là Việt Nam, ở dưới là của thằng gì? Đúng rồi, cái đầu giống như hậu của mày. Đẹp đó mày, cái đầu của con kia kìa. Phúc, đè, đầu con trong kia kìa, mày thấy không? Giống như con diều hâu à. Vải nuôi con mấy ngàn đô, mấy trăm đô.